Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một kiểu hoa văn như thế này. Các bạn có thể sử dụng để móc khăn, móc chăn hoặc là móc áo. Đầu tiên thì mình sẽ móc lên một hàng móc xích. Mình móc ví dụ là mình sẽ móc một dây móc xích dài 26 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mũi. Bắt đầu vòng thứ nhất thì mình sẽ bỏ qua 4 chân mũi. Các bạn đếm nhá. 1, 2, 3, 4. Các bạn móc vào chân thứ 5 này. 4 mũi móc kép. Chụm đầu và chụm chân. Các bạn nhìn nhá, mình sẽ rút len lần thứ nhất qua hai sợi và mình sẽ giữ lại. Sau đó mình sẽ móc đến mũi thứ hai. Mình sẽ xuyên kim vào cùng một chân mũi. Sau đó lần này mình cũng sẽ rút qua hai sợi. Và khi trên kim còn 3 sợi len thì các bạn sẽ rút cùng nhau. Vậy là mình đã được hai mũi đầu tiên. Sau đó mình sẽ gây nên hai mũi. 1, 2. Và vẫn cùng một chân này mình sẽ móc thêm hai mũi. Các bạn lưu ý nhá, mình cũng sẽ rút len lần thứ nhất qua hai sợi len. Sau đó mình sẽ lại móc thêm một mũi nữa. Và mình cũng rút qua hai sợi. Và khi mà trên kim còn 3 sợi len thì mình sẽ rút cùng nhau. Vậy là mình đã được một ô đầu tiên. Đến ô thứ hai mình sẽ bỏ qua hai chân mũi. Một, hai, và đây mình sẽ móc vào chân thứ ba. Mình sẽ móc vào chân thứ ba. 4 mũi móc kép, chụm đầu và chụm chân. Mình rút lần thứ nhất. Sau đó mình sẽ lấy len xuyên kim vào chân mũi. Rút lần thứ hai, các bạn lưu ý, rút lần thứ hai mình cũng sẽ rút qua hai sợi. Sau đó khi mà trên que còn 3 sợi len thì mình sẽ rút cùng nhau. Vậy là mình đã được hai mũi. Sau đó mình sẽ gây nên hai mũi. 1, 2. Và vẫn cùng chân này mình sẽ móc thêm hai mũi nữa. Mình sẽ rút lần thứ nhất qua hai sợi. Sau đó mình sẽ giữ lại và mình sẽ móc đến mũi thứ hai. Mũi thứ hai mình cũng rút qua hai sợi. Sau đó trên que còn 3 sợi len và mình sẽ rút cùng nhau. Vậy là mình đã được hai ô. Đến ô thứ ba các bạn cũng móc như vậy, các bạn bỏ qua một chân mũi, hai chân mũi và các bạn móc vào chân thứ ba. Thường thì mũi kép các bạn sẽ rút hai lần, thế nhưng mà ở hoa văn ngày hôm nay thì mình sẽ rút một lần. Các bạn rút lần thứ nhất qua hai sợi, các bạn giữ lại và sau đó các bạn sẽ móc tiếp một mũi tiếp nữa. Ở mũi thứ hai này các bạn cũng rút qua hai sợi. Và khi mà trên que còn 3 sợi thì mình sẽ rút cùng nhau. Sau đó mình sẽ gây nên hai mũi. 1, 2. Và vẫn cùng chân này, mình sẽ móc thêm hai mũi nữa. Các bạn lưu ý nhé. Ở đây mình sẽ rút que. Mình sẽ rút lên qua hai sợi. Lần thứ nhất qua hai sợi, sau đó
mình sẽ móc thêm một mũi nữa. Mình cũng rút qua hai sợi. Và đến lần này, lần thứ ba mình sẽ rút qua cả 3 sợi len. Vậy là mình đã được 3 ô. Đến ô thứ tư, các bạn cũng bỏ qua hai chân mũi 1 2 và các bạn móc vào chân thứ ba. Rút qua hai sợi. Sau đó móc thêm một mũi nữa. Rút qua hai sợi. Và rút qua 3 sợi còn lại. Sau đó gây nên 2 mũi 1 2. Và các bạn sẽ móc thêm 2 mũi nữa cùng chân. Rút lần thứ nhất, sau đó lấy len và chọc vào mũi móc. Lần thứ hai các bạn cũng rút qua 2 sợi. Và các bạn rút qua cả 3 sợi len. Ở ô tiếp theo các bạn cũng móc giống như vậy. 1 2 các bạn chờ qua hai chân mũi. Và các bạn móc vào chân thứ ba. Một hai, đây là chân thứ ba. Rút lần thứ nhất, sau đó lấy len. Và lần thứ hai các bạn cũng rút qua hai sợi. Sau đó rút lần cuối mình sẽ rút qua 3 sợi và mình sẽ gây nên 2 mũi. Sau đó móc thêm 2 mũi nữa cùng chân. Rút lần thứ nhất. Rút lần thứ hai. Sau đó rút hết qua 3 sợi len. 1 2 đây là chân thứ ba. Sẽ rút qua hai sợi và khi mà trên kim còn 3 sợi thì mình sẽ rút cùng nhau. Gây nên 2 mũi. Sau đó lấy len chọc vào mũi móc và rút qua hai sợi. Và mình sẽ móc thêm một mũi nữa. Các bạn rút qua hai sợi và khi mà trên kim còn 3 sợi thì mình sẽ rút cùng nhau. Ở chân cuối cùng thì mình sẽ móc bằng một mũi móc kép. Sau đó mình sẽ lấy lên 3 mũi móc xích, 1, 2, 3 và mình xoay mặt. Và đến vòng tiếp theo này mình sẽ móc vào những cái ô mà mình vừa có mũi gây. Mình cũng móc giống như vậy, 4 mũi kép, trụm đầu và trụm chân. Cứ 2 mũi liên tiếp thì các bạn sẽ gây nên 2 mũi và sau đó các bạn móc tiếp 2 mũi tiếp. Ở vòng này mình cũng móc như vậy, các bạn rút qua lần thứ nhất. Sau đó móc đến mũi thứ hai, các bạn cũng rút qua 2 sợi. Và lần cuối cùng thì các bạn sẽ rút qua cả 3 sợi. Sau đó móc 2 mũi xích. Lấy len, xuyên kim vào mũi. Rút qua 2 sợi. Các bạn chừa lại 1 sợi thì các bạn kéo dây thì sẽ thành 2 sợi. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp 1 mũi nữa. Các bạn rút 1 lần qua 2 sợi. Và lần cuối cùng các bạn rút cả 3. Sau đó đến những mũi tiếp theo các bạn cũng móc giống như vậy. Các bạn rút 1 lần qua 2 sợi. Các bạn chừa lại. Và sau đó móc đến mũi thứ 2. Các bạn rút 1 lần qua 2 sợi. Sau đó rút qua cả 3. Gây lên 2 mũi. Tiếp các bạn cũng làm giống như vậy, rút qua 1 lần qua 2 sợi. Móc mũi thứ hai,
rút qua một lần, qua hai sợi và rút lần cuối cùng, qua cả ba. Đây chính là hoa văn mà mình đã móc được. Sau đó móc đến chân tiếp theo, các bạn cũng rút lần thứ nhất, sau đó móc thêm một mũi nữa, rút lần thứ nhất qua hai sợi và rút qua cả ba, gây lên hai mũi. Sau đó các bạn cũng móc giống như thế, rút qua hai sợi, rút qua một lần qua hai sợi và lần cuối cùng các bạn rút qua cả ba. Ở chân tiếp theo các bạn cũng móc như vậy, một, đây là mũi thứ hai, các bạn cũng rút lần thứ nhất qua hai sợi, sau đó rút qua cả ba, gây nên hai mũi. Một, rút qua hai sợi, sau đó rút hết. Rút qua hai, rút qua hai, sau đó khi mà trên kim còn ba sợi thì mình sẽ rút qua cả ba, sau đó móc lên hai mũi xích. Rút lần thứ nhất, rút lần thứ nhất và rút hết. Đây là chân cuối cùng, rút lần thứ nhất qua hai sợi, rút lần thứ hai qua hai sợi và lần thứ ba qua cả ba, sau đó gây lên hai mũi và móc tiếp hai mũi. Một, hai, và ở chân cuối cùng này mình sẽ móc một mũi kép lên trên đỉnh cái hàng mà mình vừa gây ba mũi xích, thì mình sẽ móc vào chân xích thứ ba này bằng một mũi kép. Như vậy là mình đã móc được hai hàng. Sau đó các bạn gây nên ba mũi xích, 1, 2, 3. Sau đó các bạn xoay mặt. Các bạn cũng móc giống như những hàng móc trước, các bạn sẽ móc vào chân mũi này, rút lần thứ nhất, lấy len, rút lần thứ hai qua hai sợi, sau đó rút qua cả ba, móc lên hai mũi xích. Sau đó các bạn cũng rút qua hai sợi, móc thêm một mũi nữa. Các bạn cũng rút lần thứ nhất qua hai sợi và các bạn rút qua cả ba. Các bạn cứ móc lần lượt như vậy cho tới khi được một chiều dài vừa ý. Chúc các bạn thành công.